thủng dạ dày vì uống thuốc xương khớp mua qua quảng cáo. Bệnh nhân nam ở Phú Thọ vào viện vì đau bụng dữ dội kèm đầy hơi sau khi uống thuốc điều trị bệnh xương khớp mua qua quảng cáo. Bệnh nhân nhập viện vào Trung tâm Y tế Yên Lập Phú Thọ. Ông cho biết đã tự mua thuốc được quảng cáo điều trị đau xương khớp về uống, dẫn đến tình trạng viêm dạ dày biến chứng thủng dạ dày. Hình ảnh trên chụp CT scanner người bệnh biểu hiện rõ nhiều khí tự do vùng thượng vị, dịch tự do ổ bụng vùng thấp trong tiểu khung. Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu mổ nội soi, bơm rửa sạch ổ bụng, khâu lỗ thủng vị trí bờ cong nhỏ dạ dày, dẫn lưu ổ bụng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Mạnh Thuần, trưởng khoa ngoại tổng hợp, chuyên khoa, nhận định đây là ca cấp cứu ngoài bụng nặng. Người bệnh bị viêm phúc mạc ổ bụng toàn thể do có nhiều dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng qua lỗ thủng. Ổ bụng có nhiều dịch đột bẩn, vùng gốc gan nhiều dịch lẫn giả mạc, bác sĩ Thuần chia sẻ. Trung tâm Y tế Yên Lập cho biết gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh vào viện mổ cấp cứu vì thủng dạ dày tá tràng do biến chứng của việc tự ý mua thuốc và sử dụng điều trị bệnh lý cơ xương khớp. Việc này được cảnh báo là rất nguy hiểm do người bệnh không được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày tá tràng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Thuần khuyến cáo nếu mắc bệnh lý cơ xương khớp, bệnh nhân phải đi khám và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các bệnh nhân bị bệnh lý dạ dày tá tràng phải được thăm khám kỹ, điều trị kịp thời, phòng nguy cơ bị viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến bị sốc nhiễm trùng, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.